phà xuống ha. Chờ chắc cũng 5 phút phà. Cần giờ qua thành phố không
biết ngày chạy bao nhiêu chuyến ha. Chắc liên tục. Là như để coi thử qua phà đi nó cái phút này là 2:05 ha. Chắc khoảng 2:10 nó chạy á. Đó, kêu nhanh lên. nhanh lên. Ai còn chưa lên phà thì hãy nhanh chân lên để phà sắp chạy. Rồi, và chuẩn bị chạy đây. Phà đang chạy hả? Cầu xa xa đó có phải cầu gì Thuận không ta? Đông Thuận không? Ha? Cái cầu xa xa đó có phải cầu Đông Thuận? Ủa cầu Mỹ Lợi hả? Nó có ở Vĩnh Long nó có cái cầu gì mà cao cao luôn á, ở cầu Mỹ Thuận á. Nhìn đó là cầu Mỹ Lợi. Cầu Mỹ Lợi phúc của mình. Cái phà đó chắc phà nhỏ đó. Phà đi đâu ha? Giờ qua đây nó nắng chang chang luôn, nó qua được cái ụ mây, cái đám mây râm râm dài hột. Giờ qua đây nắng chang chang luôn.
chỗ mát nữa. Rồi sắp tới bờ thôi lên ngồi luôn. Vậy cho qua cái chị vô vô. Nắng vậy chị cả máy rồi.
chạy đường đường sát á, ít xe nên không có bụi, giờ Sài Gòn có lại xe rất nhiều, bụi rộng. Bình bên kia thì
đi.